Xin chào tất cả các khán giả của Thời Trang Không Phát Trẻ. Ngày hôm nay tôi rất là vui được có mặt tại đây để giao lưu và nói chuyện cùng với các bạn. Mong rằng những cái tiếp theo chúng ta có thể giao lưu và trao đổi được nhiều hơn những thông tin thật nhiều với nhau. Chương trình Việt Nam Next Top Model khép lại với ngôi vị là quán quân thì có lẽ là cuộc sống của Dung thay đổi khá là nhiều. Mình phải tham gia rất là nhiều cuộc phỏng vấn báo chí hơn, có nhiều công việc mà đến với mình hơn và lịch trình dày đặc. Đó là những cái điều mà mình có thể nhận thấy dễ dàng nhất sau chương trình. Và hơn nữa là nó có một sự thay đổi về việc được người khác nhận ra sao? Tự nhiên là đã bắt đầu một cuộc sống của người nổi tiếng hơn. Dung nghĩ rằng là chúng ta sẽ luôn luôn sẵn sàng cho tất cả mọi sự thay đổi hay sự biến đổi nào cả. Mà có những cái biến động này thì chúng ta sẽ từ từ tiếp nhận và làm quen với chúng. Và giờ chúng ta quen được với cái mức độ công việc và những cái công việc mình cần phải làm thôi. Khi mà chúng ta đạt một chiến thắng nào đó thì cách ăn một chiến thắng nhanh nhất, dễ dàng nhất là chúng ta sẽ nghỉ xả hơi chẳng hạn, hoặc là nghỉ ngơi và thăm bạn bè gia đình hay sao đấy. Nhưng có lẽ là trong thực tế thì cái cách ăn một chiến thắng nó khác, bởi vì là chúng ta sẽ phải thay vào đó là đi làm việc rất là nhiều chứ không phải là có thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi. Bởi vì ngay sau chiến thắng là chúng ta cần phải làm việc tập lực hơn để có thể chứng minh được khả năng của bản thân. Khi mình nhìn lại một hành trình của mình trong Việt Nam Next Top Model thì tôi nghĩ rằng là mình được nhiều hơn là mất. Đó, nếu như mà nói là mất điều gì thì có lẽ là sức khỏe chăng? Vì là cái khoảng thời gian mà mình quay hình thì nó thực sự rất là vất vả và khó khăn. Khi mà mình phải quay hình liên tục ngày đêm một ngày qua ngày khác. Đó, nhưng mà tuy nhiên sức khỏe của chúng ta sẽ luôn có thể lấy lại được vào sau này. Đó, có những cái điều mà Dung có thể đạt được ở trong chương trình á, thì đó là những cái điều mà nếu như mà Dung không tham gia, không quay trở lại với một dạng OSA thì có lẽ những điều đó là những điều mà Dung không có được. Ví dụ như là kỹ năng mà mình cần học hỏi hơn trong nghề, những cái điều mà mình cần nhìn lại bản thân để có thể xây dựng được hình ảnh hay là cá tính của chính mình. Đó. Và đặc biệt đó là những lời nhận xét từ ban giám khảo, những sự quan tâm chăm sóc của tất cả các anh chị ekip trong chương trình. Đấy, đó là những cái điều mà có lẽ là không thể dung dung mà tất cả các thí sinh đều nhận được và đều sẽ biết ơn vì những điều. Thật sự là Dung không quá theo dõi những cái ý kiến hay là những cái luồng ý kiến mà không ủng hộ mình, bởi vì là cái thời điểm mà sau khi đăng quang là Dung khá là bận rộn với công việc đó. Tuy nhiên thì Dung có thấy được một vài cái phản hồi không tích cực ở trên cái tấm lòng của chính mình thì chắc chắn là sẽ không vui rồi, bởi vì là lúc còn trong cuộc đời mình là chưa bao giờ mà nhận nhiều những cái lời chê hay là những cái lời mà không được mấy thiện cảm với bản thân như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải làm quen với một vấn đề đấy là khi mà bạn trở nên nổi tiếng hay khi mà bạn được chú ý nhiều hơn thì bắt đầu chúng ta sẽ cũng có những cái luồng dư luận trái chiều như thế. Và đặc biệt là khi mà bạn càng nhận được nhiều những cái lời chê hay những cái lời tiêu cực thì bạn sẽ càng cảm thấy quý trọng những cái lời khen, những cái lời ủng hộ của những người mà luôn luôn ở bên cạnh mình. Thật sự là quá trình làm việc của Dung chủ yếu tại Hà Nội. Và ở thị trường Hà Nội thì là mọi người rất ít cạnh tranh, phải nói là như vậy. Đấy, gần như là mọi người đi làm với nhau rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Cái điều đấy cũng một phần xây dựng lên cái tính cách của mình trong công việc hiện tại. Đó. Thế thì ở thị trường Hà Nội thì chắc chắn là không cạnh tranh khốc liệt được như là ở Sài Gòn. Thì nếu như bây giờ mà bảo Dung miêu tả một cách cụ thể thì có lẽ là hơi khó cho khoảng thời gian để mình có thể thực sự tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở các vị trường Sài Gòn thì có chắc là mình sẽ có được cái sự miêu tả rõ ràng hơn. Đấy. Còn tuy nhiên thì chắc chắn là trong bất kỳ ngành nghề nào chúng ta cũng sẽ có những cái sự cạnh tranh. Cái điều đấy giúp cho công việc đi lên, giúp cho bản thân mình đi lên, tiến lên. Bởi vì nếu mà bạn không ghen tị một ai đấy giỏi hơn bạn thì bạn sẽ không bao giờ cố gắng để giỏi hơn người đó. Hiện tại thì là Dung đã bắt đầu có những cái kế hoạch cho mình trong việc phát triển ở thị trường quốc tế. Tuy nhiên thì Dung vẫn còn cần thời gian để có thể tiến tới những cái kế hoạch đấy của mình, gọi là khả năng thành công cao hơn, khả năng thực hiện của nó tốt hơn. Đó. Và có một câu là các cụ hay nói là nói trước biết hôm qua, nên là thôi thì mình đừng nói trước không nhớ lại. Vấn đề nó lại không được tốt thì là mình mong muốn chẳng hạn vậy. Bản thân Dung thì chỉ luôn nghĩ rằng là mình phải chiến thắng chính mình.
thì không quá để tâm đến việc là phải chiến thắng một đối tượng nào đó, bởi vì là khi mà bạn vượt qua được một người khác thì mình thì bạn sẽ vượt qua được một bước đó thôi, còn nếu bạn vượt qua chính mình á thì bạn sẽ luôn luôn đi lên. Và việc mà tấn công phương tiện chống ngoài thì chắc chắn là những cái khó khăn đó chính là từ việc mà mình phải xa nhà, xa gia đình, xa bạn bè. Đầu tiên là mình phải chiến thắng việc là mình đơn độc, còn một người xa lạ là mình. Sau đấy là phải chiến đấu với rất nhiều cô gái đẹp ở quá nhiều nơi trên thế giới ở về và các tỉnh lẻ thời gian. Thế nhưng nếu như có thể gọi là rèn luyện cho người làm thân ở những thị trường khác như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ có được cái tư tưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Tôi sẽ nói cụ thể như là nếu như bạn đi bằng năng lực thì người trong ngày sẽ biết đến bạn, nhưng mà khán giả thì sẽ ít tin đến bạn hơn. Nếu như mà bạn đi bằng chuyên trò thì đúng là người ta rất thích xem cuộc sống đời tư của ngôi sao, hay là xem anh là ngôi sao cả ngày những gì có gì vui, thì là nếu bạn đi bằng chuyên trò thì khán giả sẽ biết bạn nhiều hơn. Đó là cái hạn chế mà tôi nghĩ rằng là đấy là cái hạn chế khi mà mình đi bằng năng lực. Giống như là trong chương trình, chúng tôi nghĩ rằng là mình có năng lực thôi là mình phải có làm tốt những cái thử thách và mình không có chi trọng mạnh ở các cái thí sinh khác. Đó là lý do là mình ít được khán giả ít đấy hơn hay đó là nhỉ. Và cái việc mà chúng ta có thể đi tới đâu, chúng ta có thể xây dựng được con đường nó tốt tới đâu thì nó hơn nữa chờ xuất sự thuộc vào khả năng và ý chí và tư duy của người đó. Và tôi nghĩ rằng là Dung đủ khả năng có thể xây dựng cho mình một con đường dài và một con đường tốt nhất. Để nói về kế hoạch xây dựng của bản thân ngay bây giờ thì Dung nghĩ rằng là nên bật kính như trước, bởi vì là hiện tại thì nó vẫn còn khá là nhiều những cái ý ở trong đầu mình mà nó đang cần được sắp xếp nhiều hơn. Và Dung mong rằng là tất cả mọi người sẽ tiếp tục theo dõi để có thể thấy rõ được hơn những cái bước đi tiếp theo của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi và lắng nghe những cái chia sẻ của Dung trong khoảng thời gian vừa qua. Và rất là mong rằng sau đoạn chia sẻ vừa rồi chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn, có thể dành tình cảm và sự ủng hộ cho nhau nhiều hơn. Và Dung đặc biệt gửi lời cảm ơn tới chương trình Thời Trang Không Cách Trẻ đã dành cho Dung được cơ hội ngồi tại đây và chia sẻ những điều đó với các bạn. Hy vọng được gặp lại tất cả các bạn vào những lần sau.